an ninh thắt chặt tại tang lễ của mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm, bảo vệ túc trực xuyên suốt trước cổng nhà. Quỳnh Quỳnh hiếm hoi lộ diện, gương mặt hốc hác sau khi mất mẹ. Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi. Mẹ nhìn con nè. Mẹ cho con nắm bàn tay mẹ ấm con ngày xa xưa. Mẹ ơi, nếu lỡ một mai, mẹ về đất. Sáng ngày 24 tháng 10, lễ tang của mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm chính thức diễn ra với sự hiện diện của đông đủ gia đình, con cháu. Riêng nam diễn viên xin phép vắng mặt vì vẫn còn vướng lịch quay chưa thể về kịp. Dự kiến tối ngày 25 tháng 10 anh sẽ về nhà cùng vợ và các con chịu tang mẹ. Không gian ngôi nhà ấm cúng giờ đây phủ một màu tang thương với những lẵng hoa trắng được bày trí xung quanh khu vực diễn ra tang lễ. Quỳnh Quỳnh xuất hiện với đôi mắt sưng húp vì đã khóc quá nhiều. Cô thay chồng đón tiếp khách mời đến viếng, cố gắng giữ bình tĩnh để chu toàn lễ tang của mẹ. An ninh trong đám tang được thắt chặt, nhiều bảo vệ chia nhau đứng ở trước cổng nhà của Lê Dương Bảo Lâm để ổn định trật tự và đảm bảo cho tang lễ được diễn ra một cách trang nghiêm và ấm cúng nhất. Những hình ảnh hiếm hoi bên trong nhà cũng được hé lộ. Theo đó, Quỳnh Quỳnh mặc đồ tang, đôi mắt sưng húp, gương mặt mệt mỏi quỳ trước linh cữu của mẹ. Bé Phin, con út của cô cũng ngồi cạnh mẹ, ngoan ngoãn chắp tay lạy bà ngoại theo mẹ. Nhìn những hình ảnh này, nhiều khán giả không khỏi xót xa khi giờ đây hai chị em của Quỳnh Quỳnh đã mồ côi mẹ, các cháu đã không còn được bà ngoại bế bồng chăm sóc. Theo đó, lễ tang bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 24 tháng 10 và kết thúc vào lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 10. Nghi thức động quan sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 26 tháng 10. Linh cữu được an táng tại công viên Vĩnh Hằng Long Thành. Gia đình của Quỳnh Quỳnh thông báo miễn phóng điếu, chỉ xin phép nhận tấm lòng của mọi người dành cho mẹ, cho ngoại và cho gia đình. Đông đảo các sao Việt như ca sĩ Lâm Hùng, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ Bình Tinh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng đều gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và mong cả nhà sớm vượt qua nỗi mất mát lớn lao này. Mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm lâm bệnh nặng phải nhập viện vào mùng 2 Tết Nguyên Đán 2023 và được các bác sĩ thông báo bà đã vào giai đoạn nặng, thời gian bên gia đình chỉ tính bằng ngày. Các con, các cháu từ khi nghe tin bà bệnh ai cũng lo lắng, cố gắng dành thời gian để ở bên cạnh bà, chăm sóc và dành những điều tốt đẹp nhất cho ngoại. Dù nhận được điều kiện chữa trị tốt nhất, bác sĩ có kinh nghiệm nhưng sau cùng mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm đã rút hơi thở cuối cùng vào lúc 21 giờ 45 phút tối ngày 23 tháng 10 trong vòng tay của gia đình. Nam diễn viên vì vướng lịch quay nên không thể về gặp mẹ lần cuối, anh dù buồn vẫn phải nén nước mắt vào trong để hoàn thành công việc. Anh mong rằng mẹ và mọi người sẽ thấu hiểu cho hoàn cảnh và công việc của mình, rộng lòng tha thứ cho anh khi không thể túc trực xuyên suốt bên đinh cửu của mẹ dù anh rất đau lòng. Lê Dương Bảo Lâm hứa với mẹ rằng mình sẽ lo cho ba, cho vợ, bé út và các cháu chu đáo và đủ đầy nhất. Anh hy vọng mẹ mình sẽ ra đi thanh thản và không còn bận lòng gì với gia đình. Trong đoạn video mà Lê Dương Bảo Lâm đăng tải trên trang cá nhân, anh chia sẻ mẹ của mình mong muốn cuối đời là được sống trong ngôi nhà rộng rãi, có vườn cây, hồ bơi để mỗi ngày vừa tập thể dục vừa chơi với các cháu. Anh và vợ sau khi biết mong ước của mẹ đã ngay lập tức thực hiện, nhưng chỉ còn 2 tháng nữa nhà hoàn thiện thì mẹ đã rời xa mãi mãi. Đến cuối cùng khi hai vợ chồng đã dư dả về vật chất, có tiền để lo cho mẹ thì bà lại không thể chờ được mà rời xa vòng tay con cháu để đến một nơi yên bình và thanh thản hơn. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!